cho khách 2 ký đó cả nhà. Này khách mua cho quay rất nhiều. Có bánh mì đâu chị Nga ơi. Ở bên Trang ha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn, quay trở lại kênh Nhân Vật Sài Gòn và Du Lịch nhé. Hiện tại mình đang có mặt bên hàng heo quay Kim Mai. Hôm nay qua đây tiếp tục quay heo và làm bánh mì giới thiệu đến cô chú anh chị bạn cùng đón xem nhé. Ở đây là địa chỉ tại số 189 đường Phạm Phú Thứ, phường 4, quận 6. Thời gian mở bán từ 6:30 sáng đến 18 giờ. Heo quay thịt ba đoại 320.000 một ký, thịt đùi xá xíu sườn non 300.000, bánh mì heo quay 15.000 một ổ. Bầm bầm dùm cho bé ăn. Dạ bầm bầm bầm. Chớp chớp đó. Cho mấy đứa nhỏ ăn. Chớp 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 chớp. Chớp 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 chớp. 15. Trăm ba lăm. Sẽ bánh mì ra làm. Quá trời. Có ngỗ sắc cầm đôi chứ. Cho 4 ổ bánh mì. 4, 4, 3, 11.
4, 4, 3. Ừ, 11 ổ là 3 người đó. Cô 35 45. Mời cháu. Cô mấy ổ? 4 ổ thôi. Không cô. 4 ổ 60 chung. Chẳng hạn ta xin thịt quay bỏng ngay cô. Làm sẵn bán là trong tích tắc mười mấy rồi. Khách đến không phải đợi. Nói cắt cho nửa ký ba đỏ, nửa ký ba đỏ. Nửa ký ba đỏ chặt nhỏ. Rồi cho chú nửa ký ba đỏ chặt luôn. Cái mà gọi vậy đi em. 4 họ 60 thì lên 1 ký nữa. Cái này 100. Nè. Rồi chặt cho khách một tí đó thì này. Bụp. Cái mơ tên gì? Dạ, con tên Việt. À, nhìn thấy là biết rồi ha. Chưa có bơ. Em trả nước sốt nữa ha. Quay chị mua một ký thịt. Dạ. Trả tiền đàng hoàng. Đúng rồi. Làm em hết hồn phải không? Quay chị mua một ký thịt. Trả tiền đàng hoàng. Trả dễ thương các bạn. Ờ, đúng. Tại vì tao hay coi YouTuber lắm. YouTuber nào cũng biết hết. Lớn tuổi rồi, nhà ở không làm gì. Nhiêu vậy kinh? 320 cho con đi cô. Rồi, ok. Đây, cho hai bịch nước. Thêm bịch nữa cũng được. Tại vì thằng nhóc ở đây nè, nó khoái ăn nước này lắm. Tôi ở Bình Chánh mà tôi lên đây, nghe không? Nói đi, tôi Bình Chánh là tôi lên đây, tôi mua về là biết rồi. Tiệm Mai này là ngon lắm. Tôi quảng cáo cho tiệm Mai nha. Rồi, cảm ơn. Đó, nhờ quảng cáo mà cho 3 bịch nước chấm luôn. Dưa đâu, dưa đâu. Dưa, dưa 320 kg à.
Này khách mua cái ký không ạ? Cảm ơn cô. Đây, một ký tiếp đây. Hai ổ mì thịt 20. Ổ 22 ổ à. Cái này nó 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 cái này
Ký chặt nhỏ. Có dưa không con? Dạ, cho cô trái dưa. Dạ, dạ con nghe. Đó, người cho em 40 con nha. Cho chị ký. Để em tức cho chị. Quá ngon. Giờ tiếp tục chặt cây gái 1 ký. Hôm nay chặt mệt nghỉ luôn. Hôm nay lễ 30/4 mọi người đi ăn heo quay nhiều, mua heo quay nhiều. Chú Thanh chưa về chú. Dạ. Nghe bốn là tưởng 4 ký heo quay. Nó mưa đi em. Chị Tâm ăn heo quay không? Ăn mùi măng rồi. Ghê vậy. Bộ ngày nào cũng ở đây cũng ăn heo quay không ngán à? Trả lời rất là dứt khoát, ngon gàng, nhanh gọn lẹ luôn. Mua đi em ăn. 15 ngàn. Mẫu hả? Đây, chị Tâm quay ra tiếp nha các bạn. Không có tiền mà anh ơi. Không.
Trắng đen, cho nó tương khoảng. Tổng cộng nhiêu tiền em? Dạ, 640 chú.
640 hả? 640. Đưa 700 thì thôi. 700. Ừ. Cho em 5.000 chị nha. Rồi lấy gì vậy? Cái nửa ký đùi á. Đùi em không có loại nàng được. Không loại nàng thôi. Nửa ký luôn. Chặt không? Chặt lên. Em biết đấy, mở bánh mày không cay. 15. Sao để cho Lily nhìn thấu tận bên trong anh Duy Nga. À con ơi, 15. Bên trong là chín tố mà cái miệng thì nói không gì, muốn. Không muốn. Nhưng mà trong lòng là thôi, nước chín tố được chín tố rồi. Kêu uống nước cam sót ruột. Ước này ước gì Ly nhìn thấy bên trong của chị Nga ha. Ai à, thấy thiệt. Chị Nga chị kêu uống nước cam sót ruột đó không nghe đấy hả? Không uống nè, bật đổi món thì mình nấu đi. Sáng chưa ăn sáng. Rồi uống không? Sáng chưa ăn sáng rồi các bạn. Ý là chưa ăn sáng có là có ai mời ăn sáng không đó. Trời ơi, cũng hiểu à. Chưa ăn sáng uống nước cam cũng được. Đi ra ngoài tử. Đó, nghe chưa? Ủa, bây giờ ông định đáng lẽ là ông đi đập dịch thấy gì mà ông nôn quá vậy? Chứ ông đi đập tem đập dịch phải không? Xong rồi à. Thôi đi đập dịch nghe bún măng dịch luôn rồi kìa. Bún măng dịch. Thử tay chắc gì rồi. Chú Bình Thành đi đâu chị Tâm? Đi đập dịch. Này nắng lắm sao đi đập dịch nổi trời. Dạ này là mát. Chưa mới nắng. Rồi Thành chắc chở Thành đi đập dịch. Nghe nghe đồn hôm nay trời giờ đi đập dịch nha con. Nghe anh Tâm á hả? Nghe anh Tâm nói con. Anh có nghe em nói không? Tại chút xíu em qua em trả tiền ha. Còn ở đây không ha, đi đâu? Ở đây. À, ở đây chút xíu chở còn đi đâu thì đi đi. Ghi nợ đi cuối năm mình trả luôn rồi. Cuối năm trả luôn. Cho tiền anh cũng không có đi gì nữa. Tiền không muốn đi đập dịch nữa, không đi đập cái khác. Thời sáng hôm kia mà Tâm ấy. Lấy chú ổ mì con. Bây giờ còn mấy tuổi mà còn đẻ được chứ nên chú đạp. Giờ sao chị đập sao? Tâm ấy được đó, chiều nay về đạp. Đúng rồi, dạ đâu không nổi. Thôi đừng có chối. Cậu chú thì cần anh Nhân Dương nên cậu đọc hết cậu rồi. Đây là cái sạch chúng ta quay video của anh Thành. Anh nói sẽ đập dịch mạnh đi rồi để giờ đạp không nổi là sẽ đập mạnh quá, giờ này anh đạp không nổi nên mình đừng có đạp. Dạ không, đạp vừa vừa thôi. Anh đang dẫn mình theo con đường quá. Dạ là đạp không nổi rồi.
Cái uống cái kìa. Ờ. Uống gì kìa? Dạ không em. Cái uống thêm được có sao đâu. Cam rồi bơ không được có sao đâu. Thôi uống cam được rồi, cam được rồi. Thôi giờ nè, nói nghe nè. Giờ em cũng muốn xin tốt mà xin tốt chưa em uống nha. Nhưng mà chị có phải có tủ lạnh gì để vô trên đó mà. Đó, anh này có lạnh. Thì uống đi, trời có sao đâu. Do tự nhiên đi, trời ơi có gì đâu, trời ơi. Nhỏ mà, trời ơi. Nhỏ như con thỏ chứ mà. Dạ, có cam thì uống nào. Dạ, đương nhiên phải uống cam rồi, tại chị không có lựa chọn là chị phải bắt buộc. Vô thế rồi, chị ta chị nghe nói tới rồi. Bây giờ thèm xin tố quá. Hồi nãy hỏi cho rõ ràng, người ta nói xin tố là nước gì. Trả lời cho rõ ràng. Cái gì con? Giờ không có tự lựa chọn nữa đâu. Đây bà lạnh rồi bà chỉ. Đó, sau đây mình sẽ kết thúc video. Cảm ơn cô chú các bạn rất nhiều.